Bộ máy bên trong có hình giống dạng là cây cầu nên được anh chị em dân chơi đồng hồ sưu tầm gọi là đồng hồ cây cầu vàng. Nhìn xuyên thấu từ các mặt. Một chiếc đồng hồ Corum cây cầu vàng dành cho quý cô. Corum là một trong những thương hiệu đồng hồ rất cao cấp từ đất nước Thụy Sĩ. Một phiên bản Corum dành cho nữ vàng trắng. Đây trên tay Kỳ Lân đang đeo cũng là một chiếc đồng hồ Corum vàng hồng đến full kim cương dành cho nam size to. Còn đây là một chiếc đồng hồ size nữ, size dành cho quý cô với chiều dài, độ cao và show được bộ máy bên trong. Bộ máy bên trong có hình giống dạng là cây cầu nên được anh chị em dân chơi đồng hồ sưu tầm gọi là đồng hồ cây cầu vàng. Nhìn xuyên thấu từ các mặt mặt chính diện, hai bên hông và kể cả phần ở phía sau. Và những video trước Kỳ Lân cũng đã từng giới thiệu những chiếc đồng hồ vàng trắng rồi, nhưng mà là size lớn hơn size này, size unisex dành cho cả nam và nữ. Thì hôm nay một clip chuyên sâu, một clip chi tiết về chiếc đồng hồ dành cho quý cô với size dành cho quý cô Corum cây cầu vàng. Chúng ta sẽ nhìn thấy show toàn bộ bên trong bộ máy của cây cầu vàng và thấy được dây tóc. Đó là một sự thú vị khi nhìn vào xem giờ đồng hồ trên chiếc đồng hồ Corum chính hãng này. Với phần thân vỏ là vàng trắng đính kim cương hột xoàn thiên nhiên trên bề mặt và bên trong là cây cầu vàng bộ máy với dây tóc. Gây sự chú ý khi chúng ta nhìn và đối diện, mọi người xung quanh sẽ nhìn thấy sự lấp lánh của chiếc đồng hồ này từ phần thân vỏ, phần kim cương và phần bộ máy bên trong. Và kết hợp với dây đeo da sẽ cho sự mềm mại hơn vì chiếc đồng hồ này được làm từ vàng nguyên khối đã cứng cáp và nhìn giá trị rồi. Thì điểm hài hòa lại cho chiếc đồng hồ này đó chính là bộ dây, làm cho chiếc đồng hồ trở nên thùy mị và dễ thương hơn rất nhiều.